Hello 500 anh em. Hôm nay là ngày đầu tiên mình xuống cần nha. Xuống cần đối với môn dít, chứ khai cần thì bữa là mình đã khai từ mùng 5 Tết rồi. Đi trên núi Ninh Sơn, đi săn cá nhưng mà chưa có gặp nó. Cũng săn được mấy cái con, nói chung là đủ cảm giác, cũng vui. Lần này mình chỉ đi thư giãn thôi, ăn uống nghỉ ngơi, đi chơi sau Tết nữa mà. Thôi mình tắt máy ăn sáng nha các bạn, tại vì trong nhà hàng buffet thường thì người ta không cho quay. Chuẩn bị xuống ghe nha các bạn. Đi câu cá mà quên mang cờ. Cần dít thì mang đủ, mà còn bóp thì mang hai cái đọc ra lấy hai góc. Máy móc thì đủ. Thương ông anh tôi, lâu quá mới được ở cho đi câu. Nói không? Đây. Ồ, phản ghê. Giữ cái dây là đạp cái dây lại. Đổ thêm nội. Rồi, được cả mét luôn á. Ghê. Đó. Này có chú Phiện kéo nổi rồi, chị này kéo nổi. Dở lên thì kéo nổi. Rong quá trời ha. Động vô hổm á. Quá. Du thuyền của anh em mình. Rồi, lên du thuyền thúng đi chiến đấu. Vô trời nó dơ, con đỏ mùa này thấy gớm rồi chứ. Trời ơi nó dơ, con nghĩ tắm biển đã luôn. Mình chỉ có ra khơi quăng xuống mà. Đúng rồi, còn Vũ nhảy lên đâu nào ai vậy. Rồi lên anh lấy vô giữa vũ ơi, để nó nghiêng bển quá vậy. Thì leo lên đứa nữa là bằng. Không có để đâu. Đây. Rồi. Quá tải luôn rồi. Cầm cái mấy cái câu dựng chỗ khác đây. Đây. Ngã anh kia kìa. Vô giữa đi, ngồi nhân đi. Bây giờ con leo đâu giờ? Đó đó chỗ bắt con Hiệp. Hiệp ngồi lên cái thùng này được không? Thôi, ngồi giữa đi. Rồi. Ồ, ẩm dữ rồi. Đi. Vô hiền web. Đây, lên vô hiền rồi coi. Đó, vô hiền thúng. Mẹ, cái bóng quay đâu. Nó cẩm bờ không nổi hả chú Thiện? Tóc vô đó một chút thôi chú. Gì? Hốt mấy nhỏ lên ra. Nó lên đó nó ói thôi chứ. Nước cũng trong rồi chứ. Trong. Nó không trong bằng bữa. Không thấy cũng trong chứ. Ừ, trong rồi. Không có mưa, nó nghỉ mưa chừng tháng là trong vô. Đã đây mấy bữa nay rồi, nước trong chắc là ở đây nó vậy mấy bữa nè. Chỗ này nó bị mấy cái sông nè. Rồi ngày hôm qua đứng cầu cảng nhìn xuống không thấy đáy, rồi trước thấy đáy. Tại gông vô tấp vô nè. Trước trong là để xuống là quất không? Ngại cá hơn. Về phải. Rồi đi con cá rồi câu dính hả, câu sâu lúc ở dưới luôn mà thấy. Đợt mình đi xong vô là má nước, đi trên máy bay thấy nước nó đổ ra ghê thì chứ. Thấy cá bơi không? Đổ ra đen thui rồi. Hôm qua đi với nước bàn hàng. Lên máy bay cũng là dưới đang dính cá dưới kìa. Không giống mà anh em mình lên đây. À, điểm nó êm quá luôn á. Ừ, êm quá luôn. Hôm qua còn lưỡng nay không lưỡng luôn. Thì, mà hôm qua anh nói mà nói nay êm hơn hôm qua mà. Êm hơn đợt mình đi trước luôn á. Đợt trước nó sống còn nhấp nữa không. Rồi Vũ lên trước. Chú dục cái này vô. Từ. Nay có tiếng này có cái vật mới luôn nè. chỉ có cá mú mới sao giờ được. Đứng vịnh hết, đứng vịnh. Nhổng lên rồi, nhổng đồng rồi. Thêm nó lên. Mũi kìa. Ôi, ngai vàng của mình. Rồi, ngồi đây luôn chú. Cái ngai vàng của mình. Nè chú ơi, chú dọn vậy bạn. Đưa mấy cậu dắt vô không để đâu. Bữa giờ ít đi câu dít. Lên ghe thấy nhấp. Phê rồi hả? Đó là sai sống rồi. Biển êm, nước trong veo luôn à. Nè, nước gần chục mét mà trong veo à. Mũi ghe xong rồi bật nhạc ngồi chiêu, cảm giác thoải mái, tự do tự tại. Quên mang cận, giờ mang cận dít ra cho anh Linh luôn. Cái cần ML cá nó kéo cong đã ghê luôn. Cá đầu tiên bắt cho được, đầu tiên nó lỏng lắm. Cá đầu tiên bắt cho được, lâu lâu xíu con sao. Không sợ cá gì nó kéo xuống chứ, sợ mú nó xuống rạn chứ. Cá không chạy lên chú ơi. Cá mày vàng nữa cũng được. Cá không chạy lên. Ý là con cá không chạy lên, nó không phải con bè Trang. Bè Trang. Nhanh lên. Chạy sống mà nó đông hết rồi. Đồ mà nó nặng quá. Nó chụp liên tục quá, đánh đi. Nó chụp hoài à. Đủ nãy giờ quay lên được có chục mét rồi giờ cầm thôi. Để bắt cho được. Cái đầu tiên mình phải lâu chút xíu không sao đâu. Sợ nó vô rạn. Không có đâu, hút vào đây không có rạn đâu. Hút vào đây là sỏi không ạ. Chị cũng mất đi. Còn anh Vũ còn không? Nặng ghê luôn á, má. Cái quần què gì nó nặng. Lên chưa, lên chưa? Bà lão hết không? Kéo ơi, kéo, đánh, nó đang ấy vẫn đánh luôn. Nó chụp sậy vẫn đánh tiếp. Lên rồi. Có đâu, ăn miệng chứ. Ngụm củ tỏi luôn. Cái chạy nãy giờ quá nhiều rồi. Mình neo nó trôi theo gió mà anh, trôi theo nước mà. Anh ra ngoài đít á, anh ra ngoài đít đừng ngồi á. Đang ngồi đít ngồi là thoáng nhất. Không dướng thì không dướng đâu, tại vì nước nó chảy. Dạ. Vô, vô. Trời, sảy ơi. Cá bầy ở dưới luôn. Anh qua đây ngồi nè, nó nằm nó phía ngoài đây nè. Ở đây đó sát bên à, nó chụp liên tục luôn á. Vậy cho nó hết xài ha, hả bóp ha. Xài chứ anh. Xài nó vẫn xài. Nó nằm đầy dưới á. Vô, vô, ây da. Cái lỗ của con Duy á, Duy mà nó ngồi đây nó lên liên tục. Ngồi hơi đau chân nhưng mà lên. Dạ. Cứng á anh, cứng lắm, em siết cứng lắm rồi á. Cá nó kéo mạnh mà. Nó chạy, nó có cớn là nó chạy dữ lắm. Dạ. Rắc cầm tay tuốt không ra mà. Múa múa đỏ cho ông á. San hô đỏ luôn. Quăng xuống dưới là nó dính lại lại. Dính cái đó không sao. Còn dính cái gì đó mới từ ba mới xuống từ đâu qua nào vô à. Không ăn rồi vô à. Nó nặng thiệt chứ. Đánh đi, trời đang ăn mà, vô tư đi. Khi nào không ăn thì nữa mới đi chứ. Hôm nay để gánh tim cho cũng được. Dây vàng rồi, sắp lên rồi. Con cũng chưa có đếm nữa. Chưa biết. Chắc bè lão nữa quá, thấy nó vàng cứng ngắc. Lão à. Lão nữa rồi. Đúng là Trang quá vậy. Trang. Trang hả? Là Trang sao nó không nhảy ta? Nước đây sâu ấy à. Phải câu nó mới ăn chứ, giờ không câu rồi đợi nó. Câu ra mồ hôi nó tỉnh ngủ là nó khỏe à. Còn không mấy ói rồi cái gì. À, bà Trang rồi, phải chạy lên không. Cá nhỏ chú ơi. Cá nhỏ xíu à, cá gì hả? Thế con ba lội rồi hả? Anh đánh slow thử coi. Em vừa đánh nhấp cái slow cái nó quất luôn rồi. Đang vũ. Con này cá gì nó chạy giặt dữ ta. Chừng đi dây cưới dây chú nha. Đi ngang nó đang đi ngang rồi đó. Biết mà. Để em đi anh nè. Thu ơi, Thu rồi. Bà Trang bà Trang cũng được, bự bự á, con này bự á. Bà ảo hả? Bự. Bự á, bự á. Tới giờ của chú Thiện rồi nha. Tránh ra cho chú Thiện. Rồi lớn là chuẩn bị nhảy à. Nhảy nhảy ơi, đồ chưa gì nước lợn rồi. Nhảy nổi. Ê, chắc rồi. Nhảy nhảy rồi trả lời. Rồi. Nhảy nè. Không nữa nhảy. Không nhảy. Đó. Rồi hết nổi rồi anh. Rồi. Chưa. Cá cần cứng kéo lên nhanh. Đó. Không nhảy. Đó, đủ. Ghê. Mà sợ con vít nó búng vô mặt con cáp đây nè, ghê. Ôi từ 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 dèo nó đi, dèo vòng đầu đi, con nó chạy xuống bụng. Còn chưa có vớt được đâu. Ghê. Nó nhẹ tay nó cho nó chạy vòng đi. Trong nước chạy luôn, trong nước thì bắt đi nè. Chạy chứ hồi bắt giờ mới bắt. Khỏi ăn luôn á. Dạ. Bắt bỏ trước à. Bắt gì nổi. Xây thế mẹ bắt gì nổi. Đưa Thảo ơi. Bắt một hồi ói luôn. Tự bắt luôn đi. Đây dịnh nó đi, đưa xa nè, đưa xa. Gãy rồi, thả vậy. Thả vậy giữ ra. Giữ nó đi, đưa xa. Rồi đây nè, xong chút. Vừa uống nước của mình nấu. Bạo lực luôn, bạo lực chứ mày luôn. Cái chân bạo lực được không? Không, ở cái đó được. Rồi sẵn. Cái thiện vô. Quá nó thu rồi. Đúng rồi. Ghê biết thu luôn. Chơi cái hù nó chạy ngang kia đó. Đừng để cho chú kéo thôi, vướng để chú kéo thôi. Từ từ thôi, xả pin ra một chút. Xả pin ra một chút. Cứ cho nó chạy bình thường mới làm gì đâu. Con quỷ gì nó bơi dưới ta. Từ từ đừng này quá. Từ từ cá lớn mà nó chạy gầm dưới lâu lắm. Câu đừng để sảy nó chạy bầy hết, mất con kiếm bầy. Cá nó đang ôm mồi nó chạy, con mấy con kia nó dí theo vòng nó xúc chạy, nó chạy theo hết. Trắng. Đu bè quật. Kênh bè quật. Đâu sóc hàng. Để cho nó nằm xuống đừng cho nó bắt ra. in cá mập ở dưới rồi. Gì cá mập luôn hả? Con gì hả? Gì? Đây, chiến hữu lên này. Con muốn nó đỏ này mà ký nhưng mà quên ký. Có lên con muốn luôn kìa. Hả? Con lên con muốn đỏ đó kìa. Đâu? Con hưng thở đó. Bán không mọi ơi. Nè đi. Ê, chiến hữu làm gì đó. Lên tới nơi nè, chạy kiểu này có thể về quật, nó nhỏ lắm mà chạy mạnh. Chết mẹ, cá nhỏ nó lên tới đây rồi nè. Về quật nhỏ. Đó. Có bè gì vậy? Lão hả? Đi đừng có quấn nữa con. Đừng quấn nữa. À ra rồi. Lên luôn chút. Cấm lít đờ lên luôn. À. Con luôn ơi. Quá. Dướng rồi, dướng tôi nè cha. Thôi để gỡ cho. Gỡ thôi, xay nữa giờ. Đụng, dính tà le ông ơi. Ồ, bự nghe. 15 kg. Để nó chú Hiền, ngại nó chú Hiền. Ngại nó. Còn Vũ là ông nại đùng đùng rồi đó. Lên luôn. Ừ. Lên luôn. Lên luôn, chơi luôn. Thấu nhỏ kìa. Thấu luôn, ok thấu không? Đây pha thấu luôn nè, pha tỉnh nè. Vô mà lên đi, còn khấu rồi chú luôn. Chiếc chuyền rồi còn khấu luôn rồi. Này thọ cây chú gõ lậu giống như mấy em mình lúc này. Cá lên với cây gõ lậu nữa. Cá lên. Chưa thấy bóng dáng anh ra sao. Ai chưa em? Nó đang bị xuống mà. Lão đó. Thầy Quang Tông ơi. Ủa? Đâu, đảo một trang. Thì đó. Ừ. Thì đó một quật. Đây đâu có đốm đâu. Ê quật. Quật. Nó đã ghê. Quật thì lên luôn đó chú bạn. Hay quá, chuyện hay quá. Đây. Thôi đập chi. Đây mày. Thôi đập. Đập tụi nhỏ. Quá, chuyện hay quá. Đẹp nè. Đây chưa em? Được. Còn gì ta? Cá chẽm á, chẽm nặng nó sực sực sực. Nó cá tráp á. Cá tráp á. Ngoài này có cá chẽm luôn hả? Tìm người nhấp vậy. Ông lên nước lại. Trời ơi. Cá thu rồi. Cá thu rồi. Đúng hả? Đó, quá trời luôn mọi người ơi. Nó thâu rồi. Hả? Dữ nó bự rồi. Trời ơi, thâu mười mấy ký luôn á. Rồi. Đó kìa. Đó, u. Bự lắm rồi đó, cá cam. Hả? Gì cá cam luôn. Cam đầu cam. Đâu, con chưa thấy nữa. Đúng không? Đâu, không phải cá cam chú ơi. À cam kia á hả? Đâu, cam hướng ngoài hướng Côn Đảo thôi. Kéo con cá mất sướng. Nhỏ. Nhỏ rồi. Bỏ qua một. Thôi đi thằng này sao trôi qua đó. Cá, người ta đang kéo cá trôi qua đó. Đó, cá trôi nữa. Đó. Rồi cá ta nữa rồi. À. Biết có lại không, có biết đâu. Cây nó cứng hơn cây này còn cũng xa đâu. Không có cái không tung ven nổi luôn. Cây đây M. Cây này ML đúng rồi, cây nó cứng hơn. Ô cái cam nữa, dính cái cam ông ơi. Ông ơi. Ghê ghê. Cái cam Phú Yên. Rồi. Ừ. Rồi. Tươi. Dướng cây không pha rồi. Chết mẹ dướng pha không cây luôn. Giờ sao? Để đi, cái gần nó bị quay hết rồi. Kéo nó lên. Rồi cá nó quay trong đống luôn đội ơi. Chết trời ơi rồi. Đội đây đâu đọc chừng đứt dây. Cá khổng lồ luôn á. Hay quá, rối hết rồi, bây giờ có mình quánh thôi.